Giống cho Nhật là loại vật cưng được nuôi phổ biến trong các gia đình và nhận được sự yêu thích của những người yêu chó. Chó Nhật cũng có những nét tương đồng giống với chó Bắc Kinh, với vẻ bề ngoài nhỏ nhắn, nhanh nhẹn và tính cách thân thiện, tình cảm. Nguồn gốc và đặc điểm ngoại hình, tính cách giống như tên gọi. Đây là loài giống chó hoàng gia Nhật, xuất hiện rất lâu đời ở Nhật Bản. Chúng được nuôi làm cảnh để bầu bạn. Chó Nhật có cơ thể nhỏ gọn và cân đối hơn chó Bắc Kinh, chiều dài cơ thể cân đối với chiều cao, kích thước chiều cao từ 18 đến 28 cm và trọng lượng khoảng từ 2 đến 7 kg. Dáng đi của chó Nhật trông nhanh nhẹn và khỏe khoắn. Khi đứng, chó Nhật cao từ 20 đến 27 cm tính đến vai. Giống chó phương Đông này có đầu lớn, mắt to, tai mọc lông dài và có khoang hoa văn ở mặt. Đầu của chúng lớn và hộp sọ khá tròn trịa, khuôn mặt ít gãy và vùng mặt không có nhiều nếp nhăn. Mõm và mũi ngắn, tương đối lớn, viền mõm và mũi có màu đen đối với những loại chó có lông đen và trắng. Riêng với những loại chó màu khác thì màu mũi và viền miệng luôn phù hợp với những màu mảng màu lông. Tai nhỏ có hình chữ V nằm cách xa nhau và hơi thấp dưới đỉnh hộp sọ, được che phủ bởi lông rậm. Bộ lông dày rậm với màu chủ đạo là màu trắng, có những mảng màu pha như màu đen, cũng có thể là nâu đỏ, vàng chanh, vàng cam, nâu da trồn, đen và trắng với những đốm màu nâu hoặc màu vệt xám. Về tính cách thì chó Nhật khá dễ tính, thân thiện và hoạt bát hơn chó Bắc Kinh. Nếu như chó Bắc Kinh thường khó chịu với những con vật khác hay không thích chơi với trẻ nhỏ, thì chó Nhật lại rất dễ chịu, lém lỉnh và rất thích chơi đùa với trẻ em hay những con vật khác. Cách chăm sóc chó Nhật để có thể chăm sóc tốt cho chó Nhật, Japanese. Bạn nên lưu ý một số vấn đề như việc chuẩn bị nơi ở cho chó. Cũng như chó Bắc Kinh, chó Nhật thường không chịu ở khí hậu lạnh, thời tiết quá nóng hoặc ẩm ướt. Do cấu trúc cơ thể và khuôn mặt gãy, mũi và mõm nhỏ, ngắn nên loài chó này dễ bị lạnh, bị sốc nhiệt, bị ho, suyễn. Vì vậy, cần phải đảm bảo cho chó được giữ ấm, nơi ở của chó phải trông thoáng, sạch sẽ, không ẩm ướt. Nếu chó bị nhiễm lạnh, sẽ ảnh hưởng đến đường hô hấp của chúng, dẫn đến mắc các bệnh viêm phổi. Chó Nhật rất hiếu động, tinh nghịch và thích chạy nhảy, vì thế bạn nên tranh thủ hướng dẫn chó đi dạo, vui chơi ngoài trời, mỗi ngày để chó vận động rèn luyện thể chất và tinh thần. Bạn nên cho chó đi bộ, chạy theo xe đạp hoặc vui chơi bên ngoài khoảng từ 15 đến 30 phút mỗi ngày. Chó Nhật, Siamese là loài chó có bộ lông dày và dày rậm, lông thường rụng khá nhiều, vì vậy cần chú ý đến việc vệ sinh và chăm sóc lông cho chó. Cần thường xuyên chải lông và vuốt lông mỗi ngày để loại lông chết và dưỡng lông bóng mượt. Không nên tắm cho chó quá thường xuyên, bạn chỉ cần tắm cho chó 1 tuần một lần. Nếu thời tiết lạnh thì có thể tắm 2 tuần một lần. Sau khi tắm xong, nên sấy lông khô và chải lông để loại bỏ những lông rụng còn dính lại trên người, tránh để lại lông chó bị ẩm ướt vì rất dễ bị nấm và các bệnh về da. Nếu chó gặp các vấn đề về lông hay da, thì bạn có thể dùng các loại lá cây như lá khế, lá bưởi, chè xanh nấu lấy nước ấm để tắm cho chó. Ngoài ra, để giúp lông chó tránh bị vón cục, thì sau khi tắm bằng được dầu gội đầu cho chó, thì hãy vắt một quả chanh lên lông và xả lại bằng nước sạch. Nó sẽ giúp lông của chó tơi hơn và sạch sẽ hơn. Chó Nhật có khuôn mặt gãy, vì vậy cần phải chú ý thường xuyên làm vệ sinh ở các phần mặt, mũi, miệng, mắt và tai cho chó mỗi tuần một lần. Các bệnh thường gặp, tất cả các loại chó đều phải được đưa đến trạm thú y để kiểm tra sức khỏe và tiêm chủng các loại vaccine phòng dịch, tẩy giun sán và làm sổ bệnh khám định kỳ cho chó. Chó Nhật có thể tương đối yếu, chúng thường có xu hướng hay thở khò khè và bị nhiễm trùng mắt. Chó Nhật cũng dễ bị cảm, gặp các bệnh về hô hấp và các vấn đề về phổi, dễ bị chảy xước giác mạc và các bệnh về xương khớp, dễ bị thừa cân hoặc béo phì nếu không được vận động nhiều. Nếu phát hiện chó khó thở, ho, đỏ mắt hay nôn, bỏ ăn, thụ động, tiêu chảy thì nên đưa đến các bác sĩ thú y để được kiểm tra về tình trạng sức khỏe của chúng.